Xin chào tất cả các bạn ha. Có bao giờ các bạn tự tin để mà bỏ được một số tiền ra để mà mua một cái passport của Úc, bao gồm luôn cả một cái thẻ Medicare. Thẻ Medicare là cái thẻ mà chính phủ Úc cấp cho thường trú nhân và công dân Úc. Cái thẻ đó để mà hỗ trợ đi khám chữa bệnh không có tốn tiền. Thì các bạn có tự tin để mà bỏ một số tiền để mà mua hai cái giấy tờ đó hay không, bao gồm passport và thẻ Medicare? Rồi từ đó các bạn mạnh dạn, tự tin mạnh dạn book vé máy bay để trở về Úc, gọi là trở về Úc nha, chứ không phải gọi là đi Úc nha, trở về Úc. Ở đây á, có nghĩa là các bạn đang cầm một cái thẻ Medicare cũng như là một cái passport, và các bạn tự nhận mình là công dân Úc và đã có chuyến du lịch Việt Nam. Bây giờ cầm hai cái giấy tờ đó, book vé máy bay để trở về Úc, xong chuyến du lịch rồi trở về Úc, thì các bạn có bao giờ nghĩ cái điều đó và tự tin để làm cái điều đó hay không? Ở đây thì một cái trường hợp là một thanh niên người Trung Quốc. Mình nghĩ thì anh chàng này cũng bỏ một số tiền ra để mà có hai cái giấy tờ đó. Nhưng mà cái thắc mắc của mình á, tại sao khi mà anh chàng này tại phi trường Trung Quốc, các nhân viên tại phi trường Trung Quốc không có phát hiện ra cái điều này, vẫn đóng mọc, vẫn cho anh chàng này lên máy bay để bay về. Gọi là bay về ha, cái này bay về theo cái nghĩa bóng ha, bay về Úc lại. Thì cho tới khi anh chàng này bước xuống phi trường tại Úc, thì các nhân viên an ninh cũng như là các nhân viên bộ di trú phát hiện ra những cái giấy tờ này là những giấy tờ giả. Bởi vì họ có liên hệ với lại cảnh sát liên bang và khẳng định, cảnh sát liên bang khẳng định là cái giấy tờ này đã bị mất trước đó. Thì có nghĩa là cái giấy tờ này là anh chàng này là giấy tờ giả. Nhưng mà khổ nổi anh chàng này vẫn khẳng định sanh ra tại Úc. Bởi vì cái giấy tờ đó là cái giấy tờ của một người gốc Trung Quốc mà sanh ra tại Úc. Cho nên là anh ta vẫn khẳng định anh ta đúng là cái người đó. I have received information that says that this passport may have been fraudulently obtained. No, I bought it, I tell you. And your parents don't exist. You can check, okay? Always said our dream is multi-nationality. I don't think so. Bloody country. Vậy thì làm thế nào mà các nhân viên di trú có thể điều tra ra được người này không phải là người công dân Úc? What was your high school? I can't remember the school name. I've asked them to give me a history of your Medicare, when you got your previous cards and who your cards were with, because yeah. I can't find any record of your parents. Yeah, we have information from the Federal Police to say that the passport was fraudulently obtained. I know. And he's got very poor language skills for an Australian educated person. His current Medicare card is the, and it was issued after his passport. We are not satisfied that you are an Australian citizen, Mark Lau, born in Darwin in 1979. I believe that you are another person. I'm not born in Australia. We don't believe that you are an Australian citizen. Nếu một người công dân Úc sanh đẻ tại Úc, thì thường người ta phải có một cái quá trình học, giống như bây giờ con các bạn sanh tại Việt Nam, các bạn sanh con nhỏ ra thì con các bạn phải tới trường. Cho dù là bây giờ các bạn là người Tây đi chăng nữa, ở Việt Nam đi chăng nữa, sanh tại Việt Nam đi chăng nữa, nhưng mà học tại Việt Nam từ nhỏ tới lớn thì ít nhiều phải nói được tiếng Việt lưu loát và hiểu được những cái gì văn hóa ngôn ngữ của người Việt. Lớn từ sinh năm 1979 tới bây giờ, không lẽ giờ không nói được tiếng Việt luôn đó sao? Cái đó là cái tối thiểu nhất. Vì tại sao cái người anh chàng thanh niên này sinh năm 1979 cho tới lúc mà phỏng vấn vẫn không nói được tiếng Anh lưu loát và không trả lời bất kỳ những cái câu hỏi nào về vấn đề người cha và người mẹ của mình sanh mình ra tại Úc, và tất cả những cái thông tin của cảnh sát cũng như là sở di trú không có phát hiện ra được cha mẹ của cái người này, không có tìm ra được cha mẹ của người này, bởi vì sanh ra tại Úc phải có cha và mẹ chứ, trên cái tờ giấy khai sinh phải có cha và mẹ, và hệ thống Medicare cũng phải có tên cha và tên mẹ. Bây giờ có sanh ra tại ở nước ngoài chăng nữa, thì bây giờ thí dụ như bây giờ mình sanh ra ở nước ngoài, khi mình làm thẻ Medicare hoặc mình khai sinh làm cái giấy tờ passport, thì họ hỏi cái nguồn gốc của mình. Ừ, ok, mình sanh ra tại Việt Nam, cha mẹ tại Việt Nam. Còn nếu sanh ra tại Úc, giống như con mình sanh ra tại Úc, thì có cha mẹ ở Úc. Hoặc giả sử như
không có cha thì là có mẹ người Úc, mà không có mẹ thì là cũng có cha người Úc, phải có một trong hai người. Đằng này không hề có cha và có mẹ, không tìm thấy được cái nguồn gốc. Vậy thì tại sao cái anh chàng này vẫn khẳng định anh ta là sanh ra tại Úc, mà trong khi đó tiếng Anh thì lại không nói được nhiều? Các nhân viên và Bộ Xã hội đó, gửi cái thông tin thì họ khẳng định một điều là cái người này có cái thẻ Medicare sau cái passport. Bởi vì thường một người công dân Úc khi mà họ là trở thành, trước khi họ trở thành công dân Úc thì họ phải là thường trú dân Úc, thường trú dân Úc trước cái đã. Còn nếu như anh sanh ra tại Úc thì đứa trẻ đó phải có cái thẻ Medicare trước khi nó có cái passport. Bởi vì nó phải khám chữa bệnh, nó sanh từ nhỏ đến lớn, nó đi khám bác sĩ, nó khám cái này cái kia, nó phải có cái thẻ Medicare để nó đi khám bệnh và có những cái giấy tờ hồ sơ. Thì thí dụ như bây giờ cha mẹ sanh con ra thì trước đó chưa có con thì trong cái thẻ Medicare chỉ có cha và tên cha và tên mẹ thôi, không có tên con. Nhưng sau này sau khi sanh con rồi thì cha mẹ phải update cái tên của con vô trong cái thẻ Medicare. Và có nghĩa là gì? Có nghĩa là đứa con đó có cái thẻ Medicare trước khi có passport. Thí dụ như bây giờ nó từ bao nhiêu tuổi đó thì mới là được làm passport. Có nghĩa là thẻ Medicare được phát trước khi là làm passport. Nhưng mà anh chàng này anh vẫn chối. Anh nói là trước đó anh đã có một cái rồi bị mất rồi, cho nên mới cấp lại sau này thôi. Cho nên là có nghĩa là nó mới có sau cái passport. Và đó cuộc Mark was interviewed by the Australian Federal Police. He was charged with obtaining an Australian passport using a false birth certificate. Mark's real name is Hao Liu. Hao, a Chinese citizen, was fined $1,000 and given a 5-month suspended jail sentence. Hao returned to China and is subject to a 3-year exclusion. Trong video này mình chia sẻ các bạn về cái trường hợp hôm nay á, để các bạn thấy là họ có thể nghĩ ra bất kỳ những cái gì mà họ có thể điêu Úc được là họ có thể làm, có thể nghĩ ra. Bởi vì á, họ cứ nghĩ là cầm một cái thẻ Medicare cũng như là cầm một cái passport của Úc mà cái hình đó hao hao lọt qua được các nhân viên phi trường tại Trung Quốc rồi, lọt qua được rồi. Nhưng mà khi tới Úc họ nghĩ là họ cũng dễ dàng lọt qua được. Mà nếu mà thực sự cái người này á, lọt qua được thì anh ta hiển nhiên trở thành một công dân Úc. Trong khi đó thì thực sự cái người này không phải là một công dân Úc, chẳng qua chỉ là mua lại những cái giấy tờ giả. Thực sự thì những cái giấy tờ này giấy tờ thật, nhưng mà bị đánh cắp và cái người chủ sở hữu thực sự đã khai mất. Từ đó họ mới khẳng định thực sự người này không phải là một công dân Úc và cũng không phải là sanh đẻ tại Úc nữa. Và thực sự thì người này chính là một công dân Trung Quốc. Mình thấy những người Trung Quốc á, họ cái gì họ cũng có thể nghĩ ra được hết trơn á. Cho dù mánh khóe gì, cho dù là bất kỳ cái gì họ cũng có thể nghĩ ra được. Họ miễn là họ đạt được cái mục đích của họ mà thôi. Giống như các bạn thấy, họ có thể là nhìn thấy một chiếc xe Honda của Nhật, họ có thể giả được chiếc xe Honda Trung Quốc, nhái ra Honda Trung Quốc. Và cho nên là trong cái trường hợp ngày hôm nay các bạn thấy cái gì họ cũng có thể nghĩ ra được và cái gì họ nghĩ là họ cũng có thể làm được. Cho nên sự tự tin quá, quá sức của những người đó, họ nghĩ họ cũng có thể dễ dàng đi vô Úc chót lọt một cách đường đường chính chính như một công dân Úc. Mục đích mình chia sẻ cái video ngày hôm nay thì các bạn thấy là cho dù bất kỳ ai sử dụng bất kỳ những cái giấy tờ nào, cho dù có chót lọt tại cái quốc gia của mình để đi được qua tới Úc rồi thì cũng không thể nào dễ dàng qua mặt được các an ninh phi trường cũng như là các nhân viên của Bộ Di trú. Họ có đủ cách để tìm hiểu xem nguyên nhân gì cũng như cái giấy tờ này thực sự nó là đúng hay là sai. Và trong những video tới mình cũng sẽ chia sẻ các bạn về những cái video nó có những cái chủ đề nó tương tự như vậy, để các bạn thấy là họ có thể sử dụng nhiều cách để mà cố gắng đi vô nước Úc bằng những giấy tờ giả. Rồi, mình cũng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn các bạn trong những video lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.